chào mừng các em đến với hiện trường của cây cầu Phong Châu cũ. Hôm nay, chúng ta sẽ học một bài học đặc biệt về toán học và kỹ thuật xây dựng, ngay tại nơi mà cây cầu mới sẽ được xây dựng. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em hiểu thực tế về tầm quan trọng của việc thiết kế đường thẳng song song với mặt phẳng trong xây dựng cầu. Đây là thiết kế của chúng tôi cho cây cầu mới. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, mỗi dầm cầu chính sẽ được thiết kế để chạy song song với mặt phẳng của mặt cầu. Các em có thể thấy mô hình này được đặt thế nào để đường thẳng và mặt phẳng là song song. Ví dụ, hãy nhìn vào dầm chính này. Nó cần phải song song với mặt phẳng mặt cầu để đảm bảo rằng lực được phân bổ đều và hiệu quả, tránh gây sự cố như trước đây. Giờ đây, chúng ta sẽ có một hoạt động thực tế. Các em hãy dùng thước đo và dây để xác định một đường thẳng song song với mặt đất ở đây. Các em suy nghĩ làm thế nào để kiểm tra xem có thể tìm ra đường thẳng song song như thế nhé. Sau khi các em đã thử, hãy nghĩ về câu hỏi này, như thế nào là đường thẳng song song với mặt phẳng và làm thế nào để chứng minh đường thẳng đó song song với mặt phẳng. Những kiến thức này sẽ được áp dụng vào xây dựng cây cầu sắp tới. Cảm ơn kiến trúc sư Hùng và kỹ sư Thảo đã hướng dẫn chúng ta. Hy vọng rằng, qua bài học này, các em sẽ hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa toán học và kỹ thuật thực tiễn. Hãy tiếp tục suy ngẫm và áp dụng những gì các em đã học vào các bài toán và dự án.